321 xin chào tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình. Trở lại chương trình của buổi tối ngày hôm nay, đó là chương trình của đêm tâm sự. Bây giờ là 8 giờ 17 phút giờ tiểu bang California. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Ngày mai là chúng ta sẽ trở lại ngày thứ hai của đầu tuần. Tiếp tục những ngày bình thường. Khi chúng ta nói chung lại thì tin tức Chủ nhật thì cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Bởi vì bây giờ ai cũng chuẩn bị đi ngủ sớm để ngày mai đi làm. Nhưng mà không sao cả thì chúng tôi vẫn cập nhật một số cái bản tin liên quan đến những cái bản tin tới mà tin tức mới nhất trong cái giai đoạn mà chúng ta đang live streaming. Và đương nhiên trả lời một số câu hỏi của quý vị. Chỉ số Dow Jones của tương lai đã tăng trưởng 0.05%. Chỉ số S&P 500 đã tăng trưởng 0.02%. Chỉ số Nasdaq của Hoa Kỳ đã tăng trưởng 0.12%. Thị trường chứng khoán của Á Châu, thị trường của Úc Châu đã tăng trưởng 0.31%. Thị trường chứng khoán của Nhật Bản đã tăng trưởng 1.35%. Thị trường chứng khoán của Nam Triều Tiên đã tăng trưởng 0.21%. Thị trường chứng khoán của Hồng Kông đã tăng trưởng 0.98% và thị trường chứng khoán của Thượng Hải đã tăng trưởng 0.13%. Trở lại với giá vàng. Giá vàng đạt đỉnh một lần nữa, kính thưa quý vị, ở mức 2.363 đồng trên một ounce. Cái giá bạc là 28.07 đồng, giá đồng là 4.02 đồng, giá bạch kim là 944 đồng cho một ounce, giá platinum là 1.014. Cái giá vàng là tăng trưởng 0.78%, trong khi đó giá bạc thì tăng trưởng khoảng 2%. Vàng đang tiếp tục record high. Vàng miếng hiện giờ là miếng thường. Vàng palm miếng thường hiện giờ theo cái giá của thị trường là 2.000 something. Cái giá thị trường của vàng palm miếng thường hiện giờ là khoảng 2.441 đồng. Còn mà vàng palm mà những cái năm New Year thì khoảng 2.582 đồng cho một ounce. Thì nói chung lại vàng 2.330 đó là vàng trên giấy tờ. Còn vàng miếng thì dao động khoảng từ 2.500 trở lên. Wow, giá vàng có vẻ như đang bứt phá, kính thưa quý vị. Trong khi đó lâu quá chúng ta trở lại cái tình trạng của vấn đề trao đổi tiền tệ. Cái giỏ tiền tệ vẫn tiếp tục ổn định. Đồng tiền của Nhật Bản. Đồng tiền của Nhật Bản vẫn tiếp tục ổn định, cái giá ở mức là 151 yên Nhật ăn được một đồng đô của Mỹ chúng ta. Trong khi đó là một đồng Euro thì ăn được một đồng lẻ 8 của chúng ta và đồng của bảng Anh. Hiện giờ thì một bảng Anh chỉ ăn được một đồng 26 của Hoa Kỳ chúng ta. Trong khi đó đồng Canada và đồng Úc Châu vẫn tiếp tục rất là mất giá so với đồng tiền của Mỹ Kim. Đồng của Úc Châu thì có vẻ như một đồng Úc Châu thì ăn được khoảng 65 xu của chúng ta. Và một đồng đô của Mỹ thì ăn một đồng 35 cent của Canada. Có nghĩa là đồng Canada đã discount 35% so với cái par value là 1:1. Đó là tình trạng của vấn đề liên quan đến trao đổi tiền tệ là như vậy. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả trở lại chương trình của những bản tin cuối tuần của ngày Chủ nhật. Trở lại bản tin vui cho Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa. Quốc gia của Đảng Cộng Hòa từ khi mà thay đổi cái tầm nhìn của họ, và đặc biệt hơn nữa là thay đổi cái cách mà cái cách mà họ đã gây quỹ, và kể cả luôn cái câu chuyện mà bà Laura Trump, con gái của Tổng thống Trump đó, xuất hiện trong đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa. Lần đầu tiên thì có vẻ như Đảng Cộng Hòa đã kiếm được record high trong vấn đề gây quỹ trên con số 100 triệu đô la cho 2023-24 của tháng 3.
bắt đầu là Donald Trump đã xuất hiện trong những cái email gây quỹ. Vì nào mà thật sự nhận được những cái email của Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa đó sẽ chính thức sẽ có email mà của bà Donald Trump. Mà email đó tôi đi là generate tổng hợp thôi, nhưng mà thật sự cái danh tiếng của bà đứng ra để có thể bảo chứng cho vấn đề những đồng tiền mà bị đóng vào cho Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa sẽ đi vào cuộc chiến cho Tổng thống Trump. Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa đã chuyển trọng tâm sang tính liêm chính trong cuộc bầu cử. Trong cái bối cảnh Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa chủ yếu tập trung vào việc bảo đảm cái tính liêm chính của cuộc bầu cử cho 2024. Các quan chức của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa đã thảo luận về những biện pháp họ đang thực hiện để bảo đảm cuộc bầu cử 2024 ở Hoa Kỳ diễn ra một cách công bằng và an toàn. Đây là bản tin cuối ngày. Trước đó, Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa đã thông báo thành lập một bộ phận về cái liêm chính bầu cử, tập trung vào các vấn đề như là cuộc chiến pháp lý trên khắp cái Hoa Kỳ, giám sát cái lá phiếu và các biện pháp khác. Đúng luôn, cái vấn đề là cuộc chiến pháp lý trên khắp Hoa Kỳ là những cuộc chiến mà chúng ta có thể đâm cái đơn kiện on time khi mà thật sự chúng ta thấy những hành động bất thường cho 2024 tại những phòng phiếu. Giám sát những cái lá phiếu được kiểm như thế nào. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa đó là ông Michael Wadley và đồng chủ tịch đó là bà Laura Trump, con dâu của Tổng thống Trump, đã thảo luận một cái chiến lược đó sẽ như thế nào trong lần xuất hiện ngày hôm nay ngày 7 tháng 4 trong chương trình Sunday Morning Future của chương trình Fox News. Việc hai vị chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa xuất hiện trên chương trình của Fox diễn ra sau khi Tổng thống Trump đã mang về số tiền kỷ lục 50 triệu đô la trong buổi gây quỹ vào ngày 6 tháng 4 tại Palm Beach, tiểu bang Florida. Trong khi đó, sau khi cựu chủ tịch Ronald McDaniel từ chức, Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa đang tập hợp chặt chẽ hơn bao giờ hết với chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, điều mà bà Laura Trump cho rằng sẽ bảo đảm cái nguồn tài trợ được sử dụng với cái hiệu quả tối ưu. Khi người dẫn chương trình Maria Bartiromo đã hỏi cái số tiền gây quỹ 50 triệu đô la mới điều động của Tổng thống Trump sẽ đi về đâu, ông Wadley trả lời: chúng tôi sẽ chi từng đô la mà chúng tôi gây quỹ cho hai nhiệm vụ cốt lõi quan trọng, đó là bỏ phiếu và bảo vệ cái lá phiếu. Đúng luôn. Như vậy mình thấy cái hành động của họ đã bắt đầu in line với những gì mà chúng ta đang mong muốn. Chúng ta có thể bỏ cho họ cái lá phiếu, nhưng mà thật sự bảo vệ cái lá phiếu thì họ phải có trách nhiệm để bảo vệ cái lá phiếu của chúng ta được kiểm đúng cho cái ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa chúng ta. Bà Laura Trump thì có chung quan điểm này. Bà Laura nói cái tính liêm chính trong cuộc bầu cử là rất quan trọng. Đó là điều một số mà chúng tôi tập trung vào ngoài việc kêu gọi vấn đề bỏ phiếu. Chúng tôi đang bảo đảm rằng cuộc bầu cử này sẽ được chuẩn bị cho mọi tình huống, bà nói thêm. Đồng thời cho biết Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa đang tập trung hoàn toàn vào tính liêm chính trong cuộc bầu cử. Bà Laura Trump nói rằng cái số tiền mà Tổng thống Trump điều động được tối hôm qua sẽ góp phần rất lớn để đạt được những mục tiêu đó. Bây giờ chúng tôi có kinh phí để bảo đảm rằng chúng tôi có thể đào tạo những nhân viên bầu cử. Chính xác luôn. Cái vấn đề đào tạo nhân viên bầu cử là chuyện cần thiết. Về nguyên tắc có thực mới dựng được đào, quý vị. Chứ thật sự bây giờ những người nào mà thật sự rất là nhiệt tình thì họ cũng bỏ một thời gian một cái chút nào đó, chứ thật sự họ không thể nào bỏ cả cái tiền của và thời gian của họ để committed cho một cái gì đó. Là bởi vì họ phải có tiền nhà để trả, cái lạm phát dưới thời của Biden phải trả và nhiều thứ khác nhau. Như vậy cái chi phí đào tạo nhân viên bầu cử không chỉ là những người giám sát phòng phiếu, mà chúng tôi có thể đạt được, mà có thể có luật sư tại một cái địa điểm bỏ phiếu cần thiết trên khắp cái đất nước, bà Laura Trump nói. Chúng tôi cẩn thận không để bất kỳ điều gì bị sơ sẩy vì chúng tôi cần hiểu cái tầm quan trọng của cuộc bầu cử này. Ông Wadley đã giải thích chi tiết hơn cái chiến dịch liêm chính bầu cử của Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa bao gồm những gì. Mà chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày cái bản tin này cho quý vị. Và để trở lại, chờ tôi xíu nha quý vị.
Ok quý vị, tiếp theo cái bản tin này thì có vẻ như vẫn là cái niềm tin cho những cử tri của đảng Cộng Hòa chúng ta. Trước tiên chúng tôi phải bảo đảm rằng chúng tôi thiết lập những quy định cần thiết ở mọi cái tiểu bang để bảo đảm một cuộc bầu cử công bằng, ông Wadley nói. Vì vậy chúng tôi đang làm việc với cơ quan lập pháp của tiểu bang, chúng tôi đang làm việc với hội đồng bầu cử và chúng tôi đang làm việc với đồng lý của tiểu bang để bảo đảm rằng chúng tôi thực hiện đúng cái quy định cần thiết. Nếu không thì chúng tôi sẽ khởi kiện. Ông đã diện dẫn 80 cái vụ kiện như vậy đã được Ủy ban của Quốc gia Đảng Cộng Hòa đề trình trong 24 tiểu bang khác nhau. Cái mục tiêu thứ hai là chúng tôi đang tuyển dụng và đào tạo hàng chục giám sát viên. Cái giám sát viên này tôi nghĩ là cái đảng Cộng Hòa họ sẽ tập trung vào những cái tiểu bang chiến địa. Sẽ có 7 tiểu bang chiến địa trong năm nay. Tiểu bang Florida thì có vẻ như là chính thức trở thành thành trì của đảng Cộng Hòa này. Thành ra chúng ta không cần gọi Florida là chiến địa nữa. Mà bây giờ tiểu bang chiến địa sẽ gồm có tiểu bang Georgia, Arizona, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin. Đương nhiên là North Carolina, vân vân. Thứ hai, chúng tôi đang đào tạo tuyển dụng hàng ngàn luật sư để bảo đảm rằng chúng tôi có mặt tại bất kỳ trong cái phòng bất kỳ khi nào lá phiếu được bỏ vào như một lá phiếu được kiểm. Ngoài ra ông Wadley cho biết Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa đang thành lập các hội đồng liêm chính bầu cử ở mọi tiểu bang chiến địa quan trọng. Chúng tôi muốn tất cả cuộc bầu cử công bằng, chính xác, an toàn và minh bạch. Và khi chúng tôi đạt được điều đó, chúng tôi sẽ bảo vệ tính thiêng liêng của lá phiếu, ông Wadley nói. Chúng tôi sẽ khiến cho việc bỏ phiếu trở nên dễ dàng và khó gian lận. Ông trích dẫn, những tiểu bang chiến địa là Pennsylvania, Arizona, Michigan, Georgia, Wisconsin. Tất cả tiểu bang then chốt mà Tổng thống Trump giành được 2016 nhưng mà đã thất bại cho 2020. Cái tính liêm chính của cuộc bầu cử là một mối quan tâm cốt lõi của đảng Cộng Hòa trong nhiều cái năm nay. Đặc biệt là sau cuộc bầu cử của 2020 hiện vẫn còn gây tranh cãi. Nhiều thành viên của đảng Cộng Hòa đã bày tỏ lo ngại. Cái cuộc đua đó có dấu hiệu lận cử tri tràn lan, có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, đặc biệt là tiểu bang Georgia và Arizona. Những người khác đã bày tỏ cái lo ngại về những thay đổi vào phút cuối đối với quy tắc bầu cử được thực hiện trong cái thời điểm của tập 19. Thường được thực hiện bởi cơ quan mà không phải là cơ quan lập pháp của tiểu bang. Những thay đổi quy tắc mà các nhà phê bình đã lên án là hành vi vi hiến. Ok quý vị, thì đó là những gì mà chúng ta hoàn toàn thấy. Cái câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của sự liêm chính cuộc bầu cử. Và Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa mới bắt đầu có cái khởi sắc rồi. Bắt đầu là chúng ta cảm thấy tin tưởng hơn và chúng ta cảm thấy tự tin hơn cho cuộc chiến cho 2024. Và quan cảm một lần nữa tất cả các quý khán thính giả trở lại chương trình của buổi tối ngày hôm nay, và chương trình được live streaming trực tiếp vào lúc 8 giờ 15 phút giờ của tiểu bang California. Ok, câu hỏi đầu tiên trên live chat là gì? Vào trưa mai chúng tôi ở Texas sẽ được xem nhật thực. Hình như cái này đã dự đoán năm 1979 vào ngày 8 tây. Phải công nhận cái công nghệ mà dự đoán thời điểm đó cũng rất là thú vị hả quý vị? Nó có một tờ báo, hình như là tôi có copy cái tờ báo nó đâu đây. Ok, để tôi bỏ lên cái trang mạng, để tôi bỏ lên cho quý vị coi. Cái vấn đề nhật thực và nguyệt thực này nó cũng rất là thú vị. Cái tờ báo dự đoán năm 1979 và ngày mai tôi nghe đầu một số khu vực sẽ có rất là nhiều người đi xem, và
có vẻ như mấy cái hotel tại khu vực đó nó quý vị. Mấy hotel ở khu vực đó thì có vẻ như đang tăng giá cả ngàn đô la một phòng. Kinh khủng, giống sự kiện của Las Vegas và sự kiện đua thể thức một rồi. Đây nè. Đây là cái tờ báo của năm 1979. Năm 1979 thì có vẻ như cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc. Million nhìn next showing là 2024. Mà nó dự đoán cũng khá là hay nha, nó dự đoán là khoảng ngày 8 tây tháng 4 luôn quý vị. Thì đây có tờ báo Sunday Journal hay như là của tiểu bang Ohio thì phải. Không biết ai còn giữ cái tờ báo này, đúng là collectible thiệt luôn. Ok. Câu hỏi tiếp theo là gì? Nhiều tiểu bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, tại sao? Họ tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp đó có nhiều cái lý do. Cái thứ nhất là vấn đề an toàn, theo tôi được biết. Có nghĩa rằng là trong cái quá trình nhật thực thì bắt đầu là nhiều người rất là curious và họ có thể dừng ở freeway. Rồi sẽ có hàng chục ngàn người đến khu vực địa điểm quan trọng, mà địa điểm nó có thể ngắm trọn cái nhật thực, dẫn đến cái tình trạng là gì, tắc nghẽn, bất an toàn tôi giả sử. Nhưng mà có thể là khi họ enact cái vấn đề tình trạng khẩn cấp thì một số cái ngân sách được chi ra cho cái mục đích là như vậy luôn. Thì tôi cũng chẳng biết cái sự kiện này nó sẽ đẩy cái ngành du lịch được thúc đẩy bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày thứ hai, không biết rằng là bao nhiêu người nghỉ làm đi coi nhật thực cho tôi biết. Có ai ngày mai xin nghỉ làm đi coi nhật thực hay không? Ở trời đất ơi, tôi cũng chẳng biết rằng là coi được cái nhật thực một ngày rồi cuối cùng có được no nê hay không, tôi không biết được. Đó là những gì mà tôi cũng đang đặt câu hỏi đấy chứ. Ok. Câu hỏi tiếp theo trên live chat là gì? Còn không những câu hỏi thì chúng ta sẽ đi vào những bản tin tức cuối ngày. Bản tin tức cuối ngày. Câu hỏi tiếp theo là gì? Vũ Luân nghĩ gì về anh Manda Nguyễn là phi hành gia? Cái này tôi cũng chẳng biết luôn. Hình như là cái mụ này là đấu tranh cho nhân quyền, dân quyền gì, là người founder của The Rise gì phải không? Cái vấn đề nằm ở chỗ thì Rise In là một trong những cái tổ chức, một cái tổ chức non-government làm việc với một số cái tiểu bang, quốc hội và quốc hội của liên bang để đấu tranh cho vấn đề sexual assault. Vào tháng 11 của 2014 thì bà Amanda Nguyễn đã thành lập ra cái tổ chức Rise. Khi 2013 thì bà nói rằng là bà bị hấp diêm khi đi học tại trường Harvard. Thì bà này là lãnh đạo cái tổ chức này trong thời gian rảnh cho tới tháng 9 của 2016. Đã bắt đầu cái tổ chức này đang gây quỹ thông qua cái chương trình GoFundMe. Thì tôi cũng chẳng biết bà này là phi hành gia hay không, tôi không biết, phi tỏi gia không, tôi không biết. Cái vấn đề nằm ở chỗ, nếu mà thực sự tài giỏi thì tôi không biết được. Nhưng mà tóm lại thì bà này intern tại NASA vào 2013 và làm việc tại cái văn phòng của vật lý học về không gian. Nói chung lại thì tôi cũng chẳng biết rằng là thật sự có giỏi hay là thông minh hay không, tôi không biết được. Nhưng mà tóm lại thì
Bây giờ quý vị nào mà thật sự muốn nổi tiếng thì mình đi đấu tranh thôi. Bây giờ đấu tranh có cơm ăn mà ngu gì không đấu tranh. Có ai bao giờ đấu tranh cho tư bản chủ nghĩa không? Vì chỉ với tôi một người thật sự đã đi đấu tranh cho tư bản chủ nghĩa. Có ai bao giờ đi đấu tranh cho cái sự tự do về kinh tế đâu? Có ai bao giờ đấu tranh cho cái chính phủ nhỏ bé đâu? Cái vấn đề nằm ở chỗ này, nó có lựa chọn một số cái vấn đề vấn nạn trong xã hội để đấu tranh. Và đương nhiên thì những cái tờ báo và báo chí nó sẽ PR rất là nhanh cho những cái vấn đề đấu tranh này. Tại vì muốn làm giàu mà vì không cần phải tốn công và tốn thời gian gì cả, thì cứ chọn một cái đề tài nào đó ngoài xã hội mà vì cảm thấy là bất công, vì đi đấu tranh. Có thể là đấu tranh cho mèo, chó, gà. Có những đứa đi đấu tranh cho cái vấn đề những con gà, những con heo. Quý vị có biết cái trường hợp đó không? Có một cái nhóm nó chuyên gia để đấu tranh cho vấn đề abuse động vật, đặc biệt là thịt heo, thịt gà. Cái nó đi vào những cái chợ mà bán gà với bán thịt bò đó, bán thịt heo, bắt đầu nó đi một vòng. Một vòng là nếu mà đem gõ kinh, cụng kinh thì hợp lý luôn. Thì nó cũng giống như Obama thôi. Trong quá khứ thì xuất thân từ một cái người tổ chức cái cộng đồng đó. Communication, community organizer đó. Sau đó được đắc cử trở thành thượng viện. Rồi được cái truyền thông nó PR lên trở thành tổng thống trong cái giai đoạn mà cái nền kinh tế của thời Bush sụp đổ. Lúc đó cử tri rất chán nản về cái lá phiếu của họ cho đảng Cộng Hòa để thành ra họ bầu cho đảng Dân Chủ, và thật sự họ tin tưởng rằng Obama sẽ thay đổi. Thay đổi đất nước Mỹ chúng ta từ một đất nước tự do trở thành một đất nước mà chúng ta đặt câu hỏi về vấn đề sở thuế đi trù nhập một số cái tổ chức đi đấu tranh cho tự do là Tea Party, nó giả sử như vậy, nhiều thứ. Thì quý vị phải chọn cái đề tài nào đó đi đấu tranh. Rồi quý vị không đấu tranh có tiền thì bị đi gây quỹ. Quý vị gây quỹ xong rồi quý vị sẽ được trả tiền bởi đó. Thì bây giờ vì tưởng tượng giùm tôi, vì gây quỹ 1 triệu một năm, thì vì tự trả lương của mình 100 ngàn, còn 900 ngàn còn lại thì lâu lâu cầm mấy cái búa liềm quơ vòng ngoài đường, tôi giả sử như vậy. Hay là gây quỹ 200 ngàn, 300 ngàn một năm thì tự trả mình 150 ngàn, rồi mướn cái thư ký 3-40 ngàn nữa, part time. Rồi bắt đầu đi xuất hiện được một số cái event, một số cái tổ chức. Vậy thôi. Là có người sẽ đi đấu tranh cho nhiều thứ và có nhiều cách để đấu tranh khác nhau để kiếm tiền, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự có bất công hay không, cái câu chuyện đó nó vẫn còn là một sự tranh luận, quý vị. Giống như Dr. King đi đấu tranh cho vấn đề nhân quyền của người da đen, rồi nhiều thứ khác nhau. Rồi bây giờ có tổ chức đấu tranh cho vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, khí hậu nóng lên toàn cầu, vân vân. Tôi mới coi một đoạn video clip của nhỏ mà chưa học hết high school của nhỏ mà nó tuyên bố rằng là nó chống cả cái nước Mỹ đó về vấn đề biến đổi khí hậu đó. Mới bị bắt nữa. Mà giờ con nhỏ nó trổ mã lắm nha. Tôi không biết làm gì nó trổ mã kinh khủng luôn, hồi xưa thấy nó lép xẹp, bây giờ thấy nó trổ mã kinh khủng luôn. Chắc là đấu tranh nhiều quá nên là ăn nhiều chất dinh dưỡng thì nó trổ mã. Trổ mã những cái chỗ mà thật sự nó to một cách kinh khủng, tôi cũng chẳng biết là bụng to hay là ngực to hay là đít to, tôi không biết đi, mà trông thấy nó càng ngày nó càng phì lũ ra. Thường thường những kẻ đấu tranh là những kẻ nó phì lũ ra bởi vì ăn đi đấu tranh không, có làm gì đâu. Đúng rồi, nhỏ ra ta đó. chị Kim My Delay chắc cho nó đúng nè. Bữa nào bị giật cái video về Google video mới này mới bị bắt xong đi. Đấu tranh cho môi trường mà đấu tranh toàn là đấu tranh cho nước Mỹ không, chống Mỹ không. Chứ không bao giờ dám chống Tập Cận Bình. Làm sao mà dám chống Tập Cận Bình được. Giống như bà Nguyễn Thị Ba Lại đi qua bên Trung Cộng, hiện giờ cũng như vậy. Đi qua Trung Cộng.
Ông Đạt nói tiếng vài ba tiếng rồi cuối cùng Trung Cộng nó cười quề, nó có làm được gì đâu. Cái chính quyền của Tập Cận Bình cũng thừa biết là tiếng nói của chính quyền Biden thật sự không có cái tiếng nói. Nói chơi cho vui thôi. Rồi nói cho nó sướng cái miệng, là Trung Cộng nó cũng thừa biết được rằng là để giữ cái mặt miệng như chính quyền của Biden, nhưng nó cũng chẳng khe để hành động để phản ứng luôn. Nó cũng chẳng khe để hành động phản ứng đâu quý vị. Vậy nó cũng thừa biết được rằng là chính quyền của Biden chỉ quan ngại thôi, chứ thật sự cũng chẳng làm gì ngoài cái từ quan ngại cả. Ok. Vũ Lân nghĩ gì khi khoa luật của Harvard và một số trường rút khỏi danh sách xếp hạng của trường của một vài tạp chí? Cái này tôi không biết. Nhưng mà tóm lại những tạp chí xếp hạng cũng là một vấn nạn dẫn đến cái lệ phí, học phí vô cùng tăng. Cái trường luật xếp hạng, luật khoa của Harvard nói trắng lại rất là khó vào nha quý vị. Rất là khó vào. Nên thành ra rằng là khi ra trường Harvard không phải ai cũng như ai đâu nha. Đừng nghĩ. Nhưng mà tôi là ông lâu nay của Harvard, nhưng mà thật sự tôi là một thằng dốt nhất trong cái trường đó. Thành ra cái gì cũng đừng nhắc đến đó để làm gì. Đôi khi cũng còn nhục nhã. Tại cái trường Harvard là một viện đại học. Nó sẽ có 12 trường, nó có 13 trường đào tạo khác nhau. Có nhiều cái chuyên ngành rất khó và có nhiều chuyên ngành rất dễ. Cái chuyên ngành về tài chính của tôi là dễ nhất. Thành ra là tôi mới vào được và tôi mới ra trường được. Thành ra khi dễ đến mức độ mà ra đường tôi cũng chẳng dám nói tôi là Harvard alumni, tôi giả sử như vậy. Nhưng mà thật sự những cái trường mà đào tạo về lực khoa và medical school của Harvard rất là khó vào. Rất là khó vào nha quý vị. Rất khó. Rồi thì cái vấn đề cái trường Harvard và Law School và một số cái trường đại học lớn khác, cái vấn đề ranking là một trong những vấn đề mà tụi nó đặt rất là nhiều câu hỏi về vấn đề tiền lệ phí. Thì nó ranking càng cao đó thì cái lệ phí nó sẽ càng cao, là bởi vì ai cũng tập trung và để vào những cái trường đó. Khi mà vì vào những cái trường law school lớn như là Harvard hay là Princeton hay là Yale đó, thì cái mục tiêu của họ là trở thành thẩm phán của liên bang, hay là thẩm phán của tiểu bang, hay là thẩm phán tối cao pháp viện, hay là những công ty luật vô cùng lớn tại New York. Thì có những ranking năm nay nó quái đản lắm. Quái đản chẳng hạn như vị thấy là cái vị trí số 1 đồng hạng của Stanford và Yale. Harvard từ từ tụt hạng rồi, nhưng mà nó cũng nằm trong top 10 của trường Law School. Chicago thì năm nay đứng hàng thứ 3. Vì tưởng tượng lệ phí là bao nhiêu biết không? Lệ phí là 74.000 một năm full time. Đứng hàng thứ 4 là UPenn, trường của ông Trump. 73.000 đô một năm. Đứng trường thứ 5 là Duke University. Và bây giờ tôi mới để ý là Duke University bây giờ đứng hàng thứ 5 đồng hạng với Harvard, trường Law School. Duke Law School là một trường rất nổi tiếng tại tiểu bang North Carolina. Hình như Richard Nixon học Law School trường đó, sau khi học Whittier College tại tiểu bang California. Cái thời điểm của Richard Nixon khi học Whittier College tại tiểu bang California, ông transfer ngay lập tức vào trường Duke University bởi vì lúc đó mới thành lập trường luật. Nó cũng giống như trường UC Irvine, nó mới thành lập học cái luật khoa của nó cách đây không lâu. Hồi giờ là 10 năm về trước. Mức 72.000 đô. Đứng hàng thứ 5 đồng hàng nữa là NYU là 76.000 đô. Columbia đứng hàng thứ 8, 78.000 đô. University of Virginia, trường công đứng hàng thứ 8 là 68.000 đô. Berkeley đứng hàng Berkeley đứng hàng thứ 10 với 59.000 đô. Cornell đứng hàng thứ 13 là 74.000 đô, UCLA đứng hàng thứ 14 là 53.000 đô. USC đứng hàng thứ 16 là 73.000 đô. Trường Đại học Texas Austin đứng hàng thứ 16 là 36.000 đô in state. Wow.
Trong khi đó Wake Forest cũng là một trường nổi tiếng tại North Carolina, vân vân. Trong đó có một trường Texas A&M University đứng hàng thứ 29. Là $76,000 là trung bình, là khoảng 70-80,000 đô một năm. Cái điểm mấu chốt của học luật là gì? Là phải có cái license hành nghề. Về nguyên tắc những cái trường luật để đào tạo là chúng ta có cái license để đi hành nghề thôi. Tức là license làm thầy cãi. License làm thầy cãi. Nếu mà thật sự vì nào mà con cái về mình chỉ muốn cái license hành nghề, tôi không khuyên vào những cái trường đại học lớn và nổi tiếng. Những cái trường đại học lớn và nổi tiếng thật sự là dành cho những người nào có tham vọng rất lớn, là phải làm cái thẩm phán tối cao pháp viện, hay là đi tranh cử những chức vụ là thượng nghị sĩ, như là Ted Cruz cũng đến trường Harvard Law, là kể cả luôn Josh Hawley cũng tương tự. Thì đó là cái tham vọng. Mà ai cũng có tham vọng cả, chuyện là chuyện bình thường. Mà nếu mà thật sự bị ra trường khoảng, con cái bị ra trường khoảng top 10 law school của những trường tôi nói trên á, guarantee là vì sẽ trả được cái nợ sinh viên. Thành ra lúc đó là con cái vì không cần ngần ngại để mượn tiền. Đó là thực tế. Nếu mà con cái vì mà muốn học trường law school hay là medical school hay là whatever, những cái trường mà nó vô top 10 hay là 20 đó nha, 10 và 20 đó, về nguyên tắc là vị thái là sẽ trả pay up nợ sinh viên rất nhanh, là bởi cái đồng lương của họ được khởi điểm rất cao, rất rất cao, ok, rất giỏi. Nói chung là cái đám sinh viên rất giỏi, tất cả những cái trường này nó cũng 50-50 quý vị, cũng không hẳn là 100% là đảng Dân Chủ hay là Cộng Hòa gì cả, nhưng mà ý tôi nói đó, nó cũng 50-50. Nó sẽ có những luật sư đến từ là bảo thủ, cũng luật sư đến từ Dân Chủ, tôi giả sử như vậy. Cao lắm thì cũng giống như cái lượng cử tri của chúng ta là khoảng 51-49, tôi giả sử. Nó cũng rất là mix ở một số cái trường này. Nhưng mà những cái ranking hàng năm cũng là cái tác động rất lớn vào cái tiền lệ phí. Và trong khi đó đó, mấy cái trường law school nó vẫn chưa bỏ cái LSAT. LSAT là cái bài kiểm rất khó, rất khó. Nếu mà thật sự bây giờ tôi đi thi cái LSAT thì tôi cũng rớt, tôi không đậu nổi. Nó sẽ kiểm tra về logic và nhiều thứ khác nhau. Thường thường cái LSAT của những cái trường đó nó rất cao, là khoảng 175 điểm. Còn những cái trường làng thì nó khoảng là mấy chục đó, giả sử. Ở của Việt Nam cũng tương tự. Có mấy ông cô nội đi học mấy cái trường luật của tiểu bang California, nó đâu có cần LSAT con mẹ gì đâu, mà luật của bang California lấy cái license làm chơi cho vui, mà lên dịch cái tích là luật sinh viên luật. Mà tôi nghe mà tôi ngồi tôi nghe tôi bể cười chà đậu luôn, thiệt tình. Ơi thiệt tình, nó đâu có cần với PR mẹ, luật sư tại cái nước Mỹ này có đóng. Bây giờ tại tiểu bang California vì nắm một nhóm cái đóng luật sư chứ đâu có gì đâu mà phải lên YouTube channel và tuyên bố tôi là sinh viên luật. Tôi là ý tôi đang tu học, tôi đang học luật, nó cẩn thận nha, muốn ra trường là tôi đâm đơn kiện chết mẹ tôi bay hết, tôi giả sử như vậy. Mà họ tưởng đâu mà những cái trường làng, ở trường làng quê. Đương nhiên tôi cũng phải công nhận cái effort của họ rất là tuyệt vời, cái mà thật sự bị bỏ được cái thời gian và tiền bạc để cấp sách đến trường và cố gắng lấy cái license để hành nghề luật, là cái effort đó rất là tuyệt vời. Tôi không bao giờ chống lại cái effort đó. Nhưng mà tôi ý tôi nói rằng là bất nổ thôi. Để không số người họ không biết, họ sẽ cười vào mặt. Nó là xấu hổ là như vậy. Chứ về nguyên tắc thì vấn đề luật sư cũng là một nghề tốt, nếu mà thật sự vì đi đúng con đường. Bây giờ phải trở thành những công tố viên đi bảo vệ cho chính nghĩa, tôi giả sử như vậy. Cái gì nó có mặt xấu như mặt tốt của nó. Nếu mà thật sự chúng ta nói rằng là cái nghề luật sư là sự gian xảo không 100% đúng, có thể. Nhưng mà ngoài ra cũng có những luật sư rất tốt, bác sĩ cũng tương tự, có những bác sĩ rất là tận tâm. Nhưng hồi xưa tôi có bác sĩ gia đình ở ngay đường Bosa và đường Bosa và đường Magnolia. Ông cũng cùng họ với tôi. Ông rất là tận tâm.
Và nó tùy theo cái tâm lý của mỗi con người và cái được đào tạo như thế nào, chứ không phải là 100% mà chúng ta nhìn vào chúng ta bọn đó là xấu 100% được. Nhưng mà cái đám luật sư mà chửi Trump hàng ngày là bọn đó bọn xấu, là bởi vì nó biết luật được, nhưng mà thực tế nó vẫn tiếp tục đi bảo vệ chính quyền của Biden để truy tố ông Trump. At minimum trong giai đoạn này tụi nó không nên comment về điều này. Nó nhiều cái lý do lắm. Nếu mà thật sự tụi nó luật sư 100% thì tụi nó không bao giờ mà mường tượng được cái nước Mỹ mà bị truy tố giống như chuyện của ông Trump. Căn nhà 18 triệu định giá 100, căn nhà 180 triệu định giá 18 triệu, tôi giả sử như vậy. Thì đó là những câu chuyện mà tôi nói, cái đám luật sư mà tại sao luật sư chống Trump của Việt Nam là cần phải suy nghĩ lại những cái lời comment của họ. Tại luật nó hai chiều mà quý vị. Anh có thể truy tố tôi một điều tương tự thì tôi có thể truy tố anh một điều tương tự. Nếu mà thật sự truy tố qua truy tố lại thì đây không phải là nước Mỹ của chúng ta. Và những cái bậc quan trọng như là ứng cử viên chính của đảng Cộng Hòa, vấn đề truy tố này là chưa từng có xảy ra. Mà nếu mà thật sự những luật sư chân chính mà họ ủng hộ cái đảng Dân Chủ mà đi truy tố một cách quái đảng như vậy, mà những hành động của ông Trump cũng tương tự giống tụi nó đã từng làm mà không bị truy tố, thì đương nhiên tụi nó không xứng danh là những người mà là thầy cãi chân chính. Những người mà thầy cãi chân chính chẳng hạn như là ông luật sư Alan Dershowitz chẳng hạn, tôi giả sử là một thành viên của đảng Dân Chủ trong quá khứ mà ông đi bảo vệ cho ông Trump vấn đề luận tội, mà ông là giáo sư luật tại Harvard, ông đã đào tạo biết bao nhiêu thằng, mà những thằng này bây giờ nằm trong cái quan quyền thẩm phán, những luật sư nổi tiếng, cái môn đệ của Donald Dershowitz bị tưởng tượng nó là kinh hoàng không? Hồi xưa ông là Obama cũng là môn đệ của ông, nó giả sử như vậy. Thì đó là những gì mà họ vẫn còn được cái nhân cách giống như là ông Jonathan Turley, tôi giả sử còn được cái nhân cách của những người họ tận tâm với cái ngành nghề của họ, tức là họ bảo vệ cái công lý. Còn nếu mà thật sự công lý được bảo vệ không, khi mà ông Trump bị truy tố mà những hành động của Biden làm tương tự, công lý có bảo vệ hay không khi ông Trump truy tố những hành động mà Clinton làm tương tự, công lý có thật sự hài lòng hay không khi mà ông Trump bị truy tố ở New York, mà trong khi đó một đám Hollywood nó bragging vào vấn đề thổi phồng cái giá trị tài sản của tụi nó, những hành động tương tự như vậy, nó mất đi cái nhân cách của một con người là như vậy. Nó cũng giống như cái đám bác sĩ cũng tương tự thôi. Nó mất đi cái nhân cách khi nào đấy, khi nó nói rằng là tất cả những người đi rally để kêu mở cửa lại cái nền kinh tế tại Huntington Beach, khi mà vào bệnh viện nên bỏ cho chết, khi mà lỡ mà đi rally mà dính Covid-19, Covid-19 bỏ cho chết. Nó tụi bay nói câu đó ra là tụi bay không còn xứng đáng là một cái tư cách là một bác sĩ. Một cái tư cách là một bác sĩ là gì? Là không cần biết họ là ai, mà khi họ bệnh là mày phải tận tâm chữa bệnh cho họ, kể cả luôn họ là một tù nhân. Bị tin tưởng về điều này không? Kể cả họ là một phạm nhân giết người hàng loạt, nhưng mà trong mắt của người bác sĩ đó, nếu mà tội nhân giết người hàng loạt đó mà không bị tử tù tử hình mà chỉ là bị chung thân, con mắt của vị bác sĩ đó là con mắt phải chữa cái căn bệnh cho họ bằng cái tài năng và nó chưa là hết mình. Chứ không thể nào mày là một tù nhân tử hình thành ra tao không chữa cho mày, nếu mà tao không thể nào nhìn cái con mắt đó được. Thì cái đám mà bác sĩ mà nó comment trong cái lời của sự kiện của tập 19, mày thấy không? Nó độc ác kinh khủng. Nhưng mà nó không còn tư cách là bác sĩ nữa. Nó không còn tư cách là bác sĩ nữa. Tại vì bác sĩ trong con mắt của anh nó chỉ là người bệnh thôi, chứ nó không còn là cái quan niệm khác nữa. Nó không phải là đảng Cộng Hòa, nó không phải là dân chủ, nó không phải là tội phạm, nó không phải là da trắng, da màu, da đen, mà nó là người bệnh. Mà là người bệnh rồi thì cái lương y của họ là gì? Là họ phải tận tâm chữa căn bệnh cho người đó, không cần biết họ là ai và background như thế nào, xấu tốt làm sao, để giả sử như vậy. Thì đó, nó sẽ có những hạt sạn như vậy. Trong cái xã hội này thì đương nhiên nó sẽ không bao giờ hết đâu quý vị. Thì nó cũng giống như thẩm phán cũng tương tự đó. Những cái thẩm phán thì đương nhiên những cái thẩm phán đó họ phải có một con mắt khác thường. Mà làm sao khác thường được khi mà những nhân vật như là cái thằng cha mà thẩm phán trong cái vụ án của ông Trump, của Alvin Bragg, 130.000 của con mụ Stormy Daniels đó. Mình thấy không, những kẻ mà đi chụp mũ cho Trump cuối cùng cũng thất bại cái lũ, kể như Michael Cohen bây giờ cũng chết mẹ rồi. Stormy Daniels bây giờ cũng nợ nần chuẩn bị chắc đi tù rồi.
Rồi có thằng luật sư Michael Avenini gì của thằng của bà Sammy Daniel cũng bây giờ ở tù rồi, còn gì đó đâu hả? Luật, ai ai còn nhớ trong quá khứ, ai còn nhớ trong quá khứ luật sư đó CNN còn comment rằng là ê mày có tranh cử chống lại ông Trump hay không nữa. Ứng cử viên sáng giá của đảng Dân Chủ luật sư Michael sẽ ra tranh cử của 2020 chống lại Trump. Ai còn nhớ? Cái truyền thông nó đưa mày lên để nó quấn ông Trump thôi, chứ thật sự khi mà mày dính như một số cái vụ khác là nó bỏ mày rơi, đúng, thật sự nó bỏ rơi. Đó là bản chất của đảng Dân Chủ. Nghiệp nặng lắm quý vị, rất nặng. Tại vì tưởng tượng giùm tôi đi, một thẩm phán như vậy mà không cáo trị cái vụ án thì còn chừng nào nữa đây. Khi một thẩm phán mà có giờ nó làm việc cho Bộ trưởng Tư pháp của New York chống Trump, một thẩm phán mà đã tweet một cái dòng tweet chống Trump rồi delete nó đi, rồi con gái của thẩm phán là tổ chức on payroll của chính quyền Biden, những cuộc campaign của Biden và con gái của thẩm phán này cũng có những dòng trang mạng chống Trump mà sau đó xóa những cái trang mạng đó đi. Thì như vậy nếu bản chất họ còn lại một cái nhân cách nào của một thẩm phán là họ phải cáo trị mới đúng. Nhưng làm gì họ cáo trị được đấy. Nếu như một trọng thẩm phán trong sự kiện ngày 6 tháng 1 cũng tương tự. Một người phụ nữ 71 tuổi đi vào cái tòa nhà điện Capitol có 10 phút. Bà đi vòng vòng để bà đi cầu nguyện cho nước Mỹ của chúng ta, mà cuối cùng năm nay bà truy tố, chuẩn bị kết án 1 năm tù và có thể phạt tới 200.000 đô la. Cái câu chuyện này là một người phụ nữ đến từ Colorado, một nữ y tá đã về hưu và đã xuất hiện trong điện Capitol một cách rất hòa bình. Chỉ có 10 phút thôi. Chỉ có 10 phút thôi bị truy tố 1 năm tù và 200.000 đô. Ông Trump cũng lên tiếng về điều này. Như vậy thẩm phán mà lại phán bà này 1 năm tù và 200.000 đô về cái tội và đi vào cái tòa nhà điện Capitol trong vòng 10 phút mà không có đập, không có đánh phá, không có gì cả, thì bị tưởng tượng giùm tôi những cái thẩm phán nó thật sự nó còn được một cái nhân cách của một thẩm phán hay không. Làm gì còn nhân cách ở đây quý vị. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy được hai cái hình ảnh của nước Mỹ. Một cái hình ảnh của nước Mỹ là cái hình ảnh đầu tiên, đó là chúng ta nhìn vào cái sự kiện của George Floyd, là những cái sự kiện hôi của đốt cả luôn một cái dealer xe tại Kenosha, tôi giả sử như vậy. Thì đó là những cái hình ảnh mà chúng ta cảm thấy nó như thế nào. Hình ảnh còn lại của ngày 6 tháng 1 và cái sự truy tố này nó khác biệt hoàn toàn. Bộ Tư pháp không có all in, FBI cũng chẳng all in để điều tra cái sự kiện của George Floyd. Mà trong khi đó sự kiện ngày 6 tháng 1 thì họ đã all in vì điều này. Và Garland đã chính thức tuyên bố là gì, không cần biết trong ngoài gì cả, nếu mà thật sự dính với sự kiện ngày 6 tháng 1 họ sẽ điều tra hết. Ok. Câu hỏi tiếp theo là gì? Có mấy người vào quốc hội kiếm toilet mà cũng bị nhốt luôn, chính xác. Không cần biết. Mà cái bữa đó nó cũng lạnh lẽo, tôi cũng chẳng biết đi đái kiểu nào luôn, nhưng mà thật sự. Tóm lại, đó là một bài học cho thành viên của Đảng Cộng Hòa chúng ta. Không cần biết, quý vị có thể có miễn trừ kim bài nếu mà thật sự vì đã đi theo phong trào của Đảng Dân Chủ và đập phá. Còn vì nào mà đi theo phong trào của Đảng Cộng Hòa mà đập phá, nếu mà thật sự tụi nó nắm cái chính quyền, tụi nó sẽ truy tố quý vị. Giống như sự kiện của Tea Party vào 2010 và 2008-09. Cái sự kiện đó đã tạo ra rất là nhiều những thành viên của Quốc hội, Hạ viện và Thượng viện của Đảng Cộng Hòa hiện giờ, trong đó kể cả luôn Ron Johnson và ông Marco Rubio trên Thượng viện, là phong trào Tea Party không. Mà tất cả những tổ chức trong phong trào Tea Party đó gần như đã bị sở thuế trù dập dưới thời của Obama. Thì đó là gì? Đó là cái bài học rất lớn mà họ đang gửi thông điệp cho tất cả những thành viên của bảo trụ. Tụi bay có thể đập phá nếu tụi bay là Đảng Dân Chủ, nhưng mà tụi bay sẽ bị truy tố chết mẹ luôn nếu tụi bay là Đảng Cộng Hòa, tôi giả sử. Ok. Câu hỏi tiếp theo là gì? Thời của ông Biden có quá nhiều thành phần lương nghi với thầy cải quá đông.
Cái vấn đề nằm ở chỗ đây là gì? Chúng ta cần luật sư không? Nếu chúng ta cần luật sư đó thì chúng ta cần bác sĩ không? Đương nhiên chúng ta cần. Ai chúng ta cũng cần cả. Chúng ta không thể nào single out được một cái ngành nghề nào cả. Nhưng mà ý tôi đang nói là gì? Ý tôi đang nói là cái đạo đức nó bị suy thoái. Nó không còn uphold được cái đạo đức của ngành nghề nữa. Còn nếu mà thật sự luật sư nào mà đi làm chính trị thì đương nhiên khỏi khỏi forget được một bên. Luật sư nào, giống như có một luật sư nào mập mập ở cái tiểu bang ở quận Cam đi tranh cử. Đi tranh cử cho chức vị gì đó. Dân biểu, gì dân biểu, tiểu bang gì mà của đảng Dân Chủ đó. Cái gì mà Phạm Phạm, tôi quên mẹ nó tên. Hồi chưa là trên đài Phú Bông San TV có PR này mà cũng chắc rất mẹ rồi. Tôi đi ngang qua tôi nhìn cái banner và chụp cái tấm hình. Dọc cái tấm hình đúng thật sự không cấm tình quý vị. Mấy trở đời nay mà thật sự đi PR campaign mà để là ok endorsed by Democrat or no problem mày Democrat I don't care. Nhưng mà chụp cái tấm hình mày bị tưởng tượng giùm tôi nó không nhìn thẳng cử tri. Mà nó nhìn cử tri phân nửa con mặt vậy nè. Cái tôi hỏi quý vị có ai đi campaign mà nhìn cử tri nửa con mắt không trời. Nửa khuôn mặt chứ mới ghê chứ. Thì đó là bản chất đó. Tức là cái tấm hình đó chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy rằng là cái đảng Dân Chủ thật sự phía ngoài nó nói ngọt cho cử tri của đảng Dân Chủ. Nhưng mà thật sự tụi nó rất khinh. Cái đám chính trị gia của đảng Dân Chủ nó rất khinh cử tri của đảng Dân Chủ. Nó thực tế vì vậy nó khinh lắm luôn. Mày tin tao đi. Ngoài mặt nó ngọt ngọt ngào ngào để nó lấy phiếu thôi. Nhưng mà thật sự nó khinh lắm. Nó khinh những cử tri đó dơ. Mày nhìn giùm tôi đi. Giống như con mụ nào mà đại diện cho Tô Đình, thành phố Tô Đình tội phạm, con mụ đó cũng sống ở đâu? Mà sống ở khu vực đó là an toàn. Con cái mà học những trường rất là an toàn, mà trong khi đó những cử tri của tụi nó toàn là học những trường rất là tệ, và những khu mất an ninh. Giống như cái đám mà ủng hộ cho đảng Dân Chủ cũng tương tự đó. Cái phong trào của BLM thật sự con cái học trường Mỹ Trắng không? Nó khinh đám cử tri của đảng Dân Chủ, nó đặt mình khinh đám cử tri da đen, nó khinh lắm luôn. Nó nhiều cái mà chúng ta nhìn lại nó doesn't make sense. Nhưng mà thật sự cái cử tri của người Mỹ thỉnh thoảng họ cũng rất là emotion, và họ bị dẫn dắt rất nhiều, rất là emotion. Tôi giả sử ok. Câu hỏi tiếp theo là gì? Số điện thoại của chương trình vẫn tiếp tục là 657-600-8888. Câu hỏi tiếp theo là gì đây quý vị? Ok, coi câu hỏi nào hay không? Kai ok đặt câu hỏi. Mình đi ăn fast food, họ hay hỏi mình donate tiền lẻ cho hội này hội kia. Họ có thật sự dùng tiền của mình để donate cho hội từ thiện hay không? Nếu mà thật sự, cái câu hỏi của khán giả nó trên live chat đó, vì tôi trả lời nhưng mà cho nó dễ nè. Ok, cái vấn đề donation hội từ thiện. Khi quý vị cầm một đồng tiền mà donate cho hội từ thiện, mà quý vị quyết định là donate, ok, từ đây thì đừng nên đặt câu hỏi. Đừng đặt câu hỏi rằng tiền đến đâu, đi đâu, gì về đâu. Vậy thôi. 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 100 đồng. Donate and forget it. Cho cái tinh thần nó thoải mái. Còn nếu mà thật sự mình donate mà đặt câu hỏi thì phải đi nghiên cứu mới donate. Và không đâu này. Phải đi nghiên cứu rồi phải coi lại cái bản cân đối kế toán của hội từ thiện này. Và hội từ thiện này nó chi ra bao nhiêu, nó thu cho bao nhiêu. Mà thật sự nó đâu đây số tiền lớn thì phải nghiên cứu. Còn 5-10 đồng thì đừng, 5-10 đồng thì không cần đặt câu hỏi. Như vậy cho cái tâm hồn mình đã thoải mái. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta đầu nay 5-10 đồng, 20 đồng, 30 đồng rồi cái tiền đó nó có đi đúng như cái bệnh tư không? Làm sao chúng ta biết được đấy? Không sao mà chúng ta biết được. Thành ra là tôi không bao giờ donate 5-10 đồng hay là 20 xu, 30 xu cho những cái chỗ fast food, tôi giả sử như vậy. Nhưng mà thật sự tôi cảm thấy rằng là tôi không tin tưởng được, là tôi forget it. Vậy thôi.
Còn nếu mà quý vị mà có cái hồng hảo trăm video này 1 đồng 2 đồng thì đừng nên đặt câu hỏi về vấn đề cái sự tin tưởng không tin tưởng. Là bởi vì chúng ta không nghiên cứu kỹ nó mà chúng ta donation thì chúng ta không đặt câu hỏi. Còn những người họ donate 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu là khác. Hàng 500 ngàn, 50 ngàn là khác, là những người đó họ đã nghiên cứu rất kỹ. Họ nghiên cứu những quỹ đầu tư rất kỹ. Nhưng mà thật sự như quý vị, những cái hội đầu tư mà vấn đề từ thiện đó, đó cũng là một trong những cái nơi mà buôn bán quyền lực. Buôn bán quyền lực và được cái benefit lẫn lộn với nhau. Chuyện này là có thật. Mình nói đâu xa cái sự kiện của bà, cái quỹ đầu tư của bà Clinton cũng tương tự. Cái Clinton Foundation, giống như bà là for sure thắng cho 2016, thì cái quỹ từ thiện của bà được donation rất nhiều, rất rất nhiều luôn quý vị. Đến cái mức độ mà nó không thể tưởng tượng được, nó skyrocket như thế nào cho đến 2016. Từ có 2015 khi bà Clinton tuyên bố tranh cử, mà cái quỹ từ thiện của bà được nhận rất là nhiều tiền từ một số cái đất nước ngoài cái nước Mỹ chúng ta. Với cái hy vọng rằng sau này bà Clinton trở thành tổng thống của nước Mỹ thì họ có một cái ticket đi vào cái tòa bạch ốc cho những cái chính sách của họ. Mà sau khi bà Clinton thất bại thì cái quỹ đầu tư này gần như không còn. Nó giảm 80% cái quỹ từ thiện khi người ta không donate vào cho tới ngày hôm nay luôn. Như vậy nó tùy theo những tổ chức. Có vấn đề donation cho cái vấn đề nhà thờ hay chùa vân vân. Tương tự như tôi nói, quý vị cũng không đặt câu hỏi luôn. Nếu mà thật sự bị cảm thấy donation đó là cái lòng hảo tâm của quý vị, giống như việc cho một người nghèo cũng như vậy, cũng đừng có đặt câu hỏi rằng là người đó sẽ làm gì. Cho một lần thôi, tôi giả sử. Bây giờ chúng ta không biết cái tiền họ đi đâu cả quý vị. Làm sao chúng ta biết được? Kể cả luôn chùa cũng tương tự, cúng dường cũng tương tự. Nếu mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bỏ 50% để cúng dường trong một cái chùa nào đó, thì chúng ta hãy forget it. Coi như cái đồng tiền đó, đồng tiền cúng dường, nếu mà thật sự họ làm cái gì đó cho bản thân, tiền của họ là chuyện của họ. Họ có sống với lương tâm của họ là chuyện của họ luôn. Chứ chúng ta không thể nào mà bragging 5 đồng, 10 đồng, 100 đồng mà chúng ta đặt câu hỏi đứng như chúng ta nhức đầu luôn về điều này. Có đúng hay không, có sai hay không, không đúng không sai chỗ này cả. Nhưng mà quý vị khi video này trên 50 ngàn, 10 ngàn là phải nghiên cứu cho kỹ nha. Đừng đùa hoài. 100 ngàn, 200 ngàn, 1 triệu đô là một tài sản rất lớn. Còn dưới 1 ngàn đô là forget it. Để tôi kể nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện mà cách đây 2 năm về trước. Không biết ai trên live chat mà còn nhớ một chàng họa sĩ mà cục hai cái tay. Cục hai cái tay quý vị. Mà chàng họa sĩ này là gốc Việt nha. Và vẽ bằng cái miệng. Ai còn nhớ chàng họa sĩ này? Tôi quên tên rồi. Mà tôi nghĩ vì còn nhớ. Cái chàng họa sĩ này đi xe lăn bị liệt. Mà chàng này vẽ bằng cái miệng. Không biết ai còn nhớ cho tôi nhắc cái tên, tôi quên mất rồi. Tôi quên mất. Ok, tôi quên mất tiêu. Nếu vì nào mà nhớ tên nhắc cho tôi quên mất. Anh chàng này tên gì tôi quên mất rồi. Tôi không thể nào nhớ cái tên được, nhưng mà tôi nhớ anh là bị tàn tật. Giờ anh vẽ cái bức tranh Thiên Chúa bằng miệng, và anh vẽ rất nhiều tác phẩm bằng miệng. Tôi nghĩ quý vị biết cái anh chàng này rất là nổi tiếng ở cộng đồng người Việt của chúng ta. Ok, đây 2 năm về trước, có một cái giáo xứ nào trên băng Texas, và tôi vô tình tôi xem cái livestream. Ok. Và anh chàng này vẽ một cái bức tranh bằng miệng, mẹ cái bàn tay của Thiên Chúa. Ở cái giáo xứ trên băng Texas, tôi quên tên rồi, hay là trên băng California gì, tôi quên mất tên của giáo xứ nào nè. Hay là ở đâu đó, ở chung lại là ở California hay đâu, tôi quên mất tên của giáo xứ nào. Tôi thì không rành lắm những cái giáo xứ nào như quý vị, hay là ở đâu Michigan hay đâu á. Thì tôi vô tình là tôi coi cái livestream đó, thì có một số connect trong cái chương trình fan của tôi, thì họ đấu giá cái bức tranh đó. Họ đấu giá cái bức tranh mà cái bức tranh anh chàng đó vẽ bằng miệng cái tay của Thiên Chúa. Ok.
đấu giá. Thì họ đấu giá lên cho tới gần 4.500. Mà lúc đó tôi cảm thấy rằng là ok cũng được. Cái bức tranh đó cũng xong, collectible, nó giả sử. Mà cái giáo hội đó nó đang gây quỹ để xây cái nhà thờ. Mà trong cái livestream đó đó quý vị, tôi bỏ lên cái đấu giá là 5.000 đô. Đó là câu chuyện có thật. Ở Arkansas. Cảm ơn chị Nothing Special. À vậy là chị nhớ, chắc chị còn trong cái livestream tôi biết. Tôi mới bỏ vào 5.000 đô. 5.000 đô và tôi là người chiến thắng trong cái đấu giá đó. Ok, tôi đã provide số điện thoại, tất cả mọi thứ rồi. Thì đó có thể là một cái contribution mà lớn nhất trong cuộc đời của tôi để dành cho một cái giáo xứ mà đang nghiêng tiền mà để xây cái nhà thờ của họ. Ok. Nhưng là cuối cùng nhà tổ chức nó như thế nào biết không? Họ sẽ giữ cái đấu giá của tôi 5.000. Nhưng mà họ nói rằng là bây giờ cái livestream này là đang thực hiện và sẽ có nhiều người khác sẽ xem lại cái livestream này. Nên thành ra là sẽ có nhiều người khác có thể đấu giá nhiều hơn. Ok, rồi họ cho tôi biết. Sau đó tôi mới trả lời một câu rất đơn giản. Tôi nói rằng cái trường hợp này đấu giá trên live. Mà nếu mà thật sự giáo xứ cảm thấy 5.000 như vậy, còn nếu mà thật sự offline mà cho người ta xem đó, là tôi sẽ retract lại cái đấu giá này và tôi đã từ bỏ không mua nó. Đó là câu chuyện chúng ta ngẫm nghĩ. Đôi khi cái tôn giáo nó cũng nó cũng có nhiều cái quái đản lắm. Về nguyên tắc, bởi vì đấu giá trên cái live, và cái live này gần cả mấy ngàn người, thì đương nhiên là người nào thắng trong cái live đó thì đương nhiên người đó sẽ là người trả giá cuối cùng. Nhưng mà họ còn nghĩ rằng là sẽ có người, nhiều người xem lại và sẽ có thể báo giá nhiều hơn. Tôi giả sử như vậy thì tôi không chấp nhận về điều này. Thì tôi chỉ kể câu chuyện này cách đây 2 năm về trước để vì đại đó. Tức là họ không có quy định được rõ ràng. Lúc đầu thì họ quy định rằng là đấu giá trên cái live. Mà sau đó thì họ nói rằng là bây giờ cái 5.000 này họ chưa đủ cái hài lòng của họ. Chưa đủ hài lòng, tới 5.000 vẫn chưa đủ cho cái bức tranh này. Và họ cảm thấy rằng là nó sẽ có 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 có thể là vô tận. Nên thành ra họ mới nói rằng là bây giờ không, phải chờ người ta xem hết lại cái livestream này xong. Tôi giả sử như vậy. Như vậy tôi đâu có chịu. Thì cuối cùng tôi cũng chẳng biết là cái bức tranh nó bán bao nhiêu luôn. Nhưng mà thật sự câu chuyện này nó rất là đặc biệt. Là đôi khi tôn giáo cũng có lòng tham. Về nguyên tắc, quý vị có thể nào tham lam cái đó được, khi mà vì từ đầu nguyên tắc là vì chỉ đấu giá trên cái livestream thôi. Mà đây là đấu giá để ủng hộ cho xây cái giáo xứ, chứ không phải là đấu giá để ủng hộ kiếm tiền nha. Còn nếu mà thật sự đấu giá ủng hộ kiếm tiền là khác nha quý vị. Đấu giá ủng hộ kiếm tiền là sẽ đến của sàn đấu giá khác, và nó sẽ quy định là 7 ngày opening bid, và trong cái bid đó là bao nhiêu là xong. Cái vấn đề này là một cái bài học cho những tôn giáo luôn, mà đặc biệt là vấn đề gây quỹ để xây chùa hoặc nhà thờ. Tôi không biết đúng hay sai trong cái chuyện này, nhưng mà thật sự cái câu tôi kết luận là gì? Đôi khi cái vấn đề tôn giáo cũng có cái lòng tham. Mà chừng nào mà chúng ta bỏ hết cái lòng tham đó mới thật sự là một cái gì đó, nó mới trở lại cái tôn giáo. Đó là như vậy. Ok. Giờ là anh Phao Trần trên live chat. Anh còn nhớ câu chuyện này cách đây 2 năm về trước. Mình ít bây giờ tôi kể nha câu chuyện này. Bây giờ tôi sẵn câu chuyện này tôi kể vì nghe vấn đề từ thiện. Như vậy, dân muốn chắc chung, khi cái từ thiện mà 100, 200, 300, 500, 1.000, tôi giả sử như vậy, mình cảm thấy give away được cho nhẹ lòng nhất, vì đừng đặt câu hỏi. Còn nếu mà thật sự quý vị đặt câu hỏi thì không nên từ thiện. Vậy thôi. Có trường hợp 50.000, 100.000 là chuyện khác, là chúng ta phải nghiên cứu về cái quỹ từ thiện đó. Đó là câu trả lời của tôi là như vậy. Còn tùy theo, có thể là câu trả lời này nó sẽ có nhiều cái luận điểm, nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng mà thật sự để đâu nay 100 đồng mà đặt câu hỏi như vậy, mà để coi thử cái đồng tiền nó đi về đâu, tôi cảm thấy là nhức đầu. Ok. Chết hết giờ rồi quý vị. Xin chào tạm biệt.
Và hẹn gặp lại trong cái chương trình tiếp theo của sáng mai, hôm nay ngày Chủ nhật, chúng ta nghỉ sớm đúng giờ quý vị. Sáng mai chúng ta sẽ trở lại tin tức từ lúc 6 giờ 15. Chúc quý vị buổi tối thật là an lành của ngày Chủ nhật và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.